mà nhảy như bị động vậy mấy cái con nhỏ kia? Anh dám lên tiếng ở cái khu vực của địa bàn chị em tôi. Mẹ chứ ai? Mẹ. Mẹ đâu? Mẹ. Ba đứa con nghe mẹ nói nè. Dạ. Hồi nãy mẹ đi ngang chứ kì, mẹ thấy tụi con nhảy. Dạ. Vậy mẹ nhảy cho tụi con coi đi mẹ. Nhạc. Quẹo lửa, quẹo lửa. Cô Út của bạn, cô Út Sa Đéc ơi. Vô luôn nè mấy đứa ơi. Nhỏ lên. Quá ghệ quá mình luôn đi. Trời ơi mẹ bị rối là anh tiền đình ngồi đi mẹ. Công nhận nghe. Đỡ mẹ, đỡ mẹ. Mẹ mẹ nhảy y như mấy con còng gió có chữa vậy mẹ. Chứ sao hôm nó nghe nè, mẹ dạy bao nhiêu lần rồi. Tụi mình á là yêu tinh, mà cái dòng yêu tinh đẹp là không có được nhoi. Nè, lùn thì phải có duyên nha con. Dạ. Con gái mà đã lùn mà còn không có duyên nữa thì làm sao mà ai mà ngó ngàng tới mình. Khóc trời ơi. Chị cả em chị nè, chị đập đầu vô cái đám này nè chị. Trời ơi, ác quá mẹ ơi, nó ác quá. Con chỉ giả bộ thôi mà nó xúi con chết. Trời đất ơi, mẹ dạy tụi con chết. Con đi ra cái mặt ra. Nè, mẹ dạy rồi, chúng ta phải biết tương trợ lẫn nhau. Dạ. Cái tụi con cần tấn công là con người, chứ không phải là chị em. Đúng rồi, đúng con. Rồi mẹ, con người. Ngày hôm nay mẹ dạy cho con bài học mới, đó là bài học quyến rũ. Dạo này sinh lực. Chị sai quá hả? Mình quyến rũ mình đâu cần như thế. Mình quyến rũ là mình chỉ cần cơm mặt thôi. Mày đòi nợ ăn mày kia vậy? Con đang kiểu mà cái môi vèo á mẹ, môi vèo á. Cái môi này là cái môi không trả tiền nó quýnh mày sưng cái môi này nè. Mệt ghê hả? Nghe mẹ nói nè. Quyến rũ đàn ông. Để gì? Lôi nó về đây để mẹ hút tinh khí, hiểu không? Rồi mẹ mới có tinh khí mẹ đẻ ra chị em cho tụi con. Dạ. Chỉ có gia đình mình thương yêu nhau thôi, chứ đàn ông ai yêu thương mình hết trơn á. Dạ dạ. Quyến rũ đàn ông. Bước đầu tiên mình sẽ chỉ tụi con đó là đi catwalk. Bước đi của người phụ nữ sẽ quyết định là người đàn ông nó có chú ý mình hay không. Dạ. Cái con đứng. Bình thường tụi con đi như vậy, đi hai hàng đi làm sao cũng được. Nhưng sau khi tụi con gặp một đối tượng đàn ông, wow. Và đừng quên, tụi con phải kèm một ánh mắt trìu mến. Thả lại sau lưng cả thế giới như thú bé lại chỉ bằng một cô gái. Thí dụ đang đi, đàn ông. Rồi, thử coi. Đừng bứa thật tập. Út lên đi em. Dạ. Thu hút sự chú ý của người đàn ông nào? Mẹ ơi, bình thường khi mình chưa gặp trai nè mẹ. Cái cốt mày ngày xưa là khỉ. Mẹ nói lúc nãy là đi hai hàng cũng được mà. Rồi, rồi bây giờ gặp trai thì nó đi như thế nào? Gặp trai à? Nó đi hơi lâu mẹ hả? Nhớ chị ai quá. Cái con này nè, con sẽ đi ra Vũng Tàu tắm biển tới tối luôn, mới tắm được á. Mẹ gặp trai mình phải thùy mị khép nép, lúc nãy mẹ dạy con mà. Khép nép bọn giờ mày đi gì hả? Mày đi gì hả? Mày khép nép. Tao mệt ghê hả? Thôi mày dẹp đi, nè con ba nó đi. Tao mệt ghê. Mẹ, tại vì con không cần phải phân biệt cho mẹ thấy là gặp trai hay không gặp trai. Tại vì bản chất con là một người quyến rũ trưởng thành. Giỏi. Được bằng quốc tế công nhận. Con xin phép được biểu diễn. Quyến rũ tao nói dạ. Lại. Khi gặp một chàng trai từ xa. Đúng rồi. Wow. Sao nó làm được vậy mẹ? Mày xây bột gói bánh cho ăn Tết vậy mày. Đó, ê. Nhìn tại dùng cái câu ấy thôi mẹ ơi. Trung thu qua rồi. Mày không cần phải xây đậu nành. Mẹ mẹ, nghe tôi mẹ bắt tụi con về tu là bé này cốt thỉ. Còn này là cốt gì vậy mẹ? Cái cốt này là cốt bán đậu nành, nó ngồi xây đậu nành cho tao uống nè. Mày hiểu không? Tao mệt ghê nè. Gái lớn
Dạ, tới con hả mẹ? Rồi bây giờ mẹ nói thiệt, bao nhiêu niềm tin mẹ đặt vô con, đừng làm mẹ thất vọng. Dạ. Cố gắng lên nha. Gặp đàn ông mà làm sao? Đó, ít ra phải vậy. Đó. Nè, nghe mẹ nói nè. Dạ. Hồi nãy đó là bài tập lý thuyết, còn bây giờ là bài tập thực hành. Mẹ chỉ còn vài linh hồn nữa thôi, mẹ sẽ tu thành chánh quả. Tại vì bây giờ mình là quỷ nhưng mà mình còn có thể được tiêu diệt. Mẹ còn thiếu chút công lực để mẹ trở thành trường sinh bất tử. Một khi mẹ mà có đủ nội công mà tao trường sinh bất tử rồi, thôi thêm một đứa nữa là bốn đứa tụi bay là đông tây nam bắc, mỗi đứa tụi bay chấn một vùng là nguyên một cái thế giới này là của mình. Ủa đó nghe nè, đông tây nam bắc rồi còn mẹ ở đâu? Mẹ chính giữa con. Mẹ giống như tổng đài đó, cái tới mùa tới tháng con gom trai về đưa mẹ hốt. Trời ơi mẹ hay quá, mẹ chơi trên đầu người ta, mẹ chơi xuống. Trời ơi, ai nuôi mẹ cho mẹ ăn à? Xin lỗi mẹ. Ai dạy mà quýnh son? Dạ con tự mẹ. Đúng rồi mẹ quá... Nó tự á chứ cái mỏ của mẹ quá ghê quá hả? Mẹ đẹp đó. Nó tự nó đẹp vậy tụi con tự không có được ngày hôm nay đó. Ê, chứ mẹ tưởng mẹ đẹp hả? Trời ơi. Mẹ coi cái mặt mẹ nè, mẹ đẻ ra bữa đứa mặt đứa nào đứa nấy coi đẹp không? Mẹ coi mặt mẹ kìa, cái mỏ mẹ kìa. Rồi mẹ dạy ai? Con mắt mẹ kìa, lông mày mẹ kìa, cái mặt mẹ kìa. Tụi bay á, là mẹ buồn á. Mẹ đừng buồn. Mấy con có biết cái lòng của mẹ. Mỗi lần đẻ một đứa là mẹ già đi một tuổi, mẹ xấu đi một ít. Mấy con biết mà, cái thời mà mẹ chưa đẻ một đứa nào ra là mẹ vẫn xấu như vậy hả mẹ? Các con. Dạ. Dạ. Bây giờ là phần thực hành. Dạ. Từng đứa sẽ đi bắt đàn ông về để mẹ coi cái gu thẩm mỹ của tụi con là sao. Dạ. Dạ. Đầu tiên sẽ là con cả. Nghe mẹ dặn. Dạ. Lựa chọn đàn ông mẹ tin cái gu thẩm mỹ của con nhất. Dạ. Tại vì con sống lâu, cái cách của con hiểu về đàn ông. Dạ. Đừng làm mẹ thất vọng. Mẹ yên tâm. Mẹ hát câu để con đi đi mẹ. Mẹ thương dạ. Thường bao con thân gái đục trong. Chanh. Tại kia bốn nó còn đi lấy chồng. Chanh bần. Dạ. Mẹ nín đi, để con đi đi, con mệt quá. Đi. Hai ba. Rồi để con đi. Bao trọng. Cái này là người ta gọi là hiện tượng chờ dài cổ. Tại sao đã qua 3 canh giờ rồi chị cả con chưa về, mẹ lo quá. Con ba, mày vô mày kiếm con cả về cho mẹ. Dạ, để con đi. Trưa, trên đường nếu được bắt thêm một thằng con trai, mẹ tin vào cái gu thẩm mỹ của con. Mẹ thường dặn con thân gái đột trọng. Bài của mẹ nó hát luôn à. Đúng rồi. Chỉ kỳ cục quá ha mà ha. Ừ. Kỳ gì đâu mà ha. Kỳ ghê mà ha. Tao đây nè, mày ngó mẹ, mẹ đâu ngoài kia. Dạ. Em nói nghe nè, hai mẹ con mình giúp hai con lật đật á. Mẹ ơi, nhưng mà bây giờ mấy canh giờ rồi mà chưa thấy chị nào về hết. Trời đất ơi, từ nãy giờ hay là 6 nồi canh rồi đó, chưa thấy hai đứa nó về nó thiệt á. Bởi vậy bây giờ làm sao đây? Út. Mẹ. Mẹ đi tìm hai chị đi. Nó nghe nè. Dạ. Con mình con à, con nhẹ dạ cả tin lắm. Dạ. Mẹ nghĩ là con ra đường không ai ăn hiếp con được đâu. Thành dạ. Thành dạ. Ra là bây giờ con thương mẹ. Con ra con kêu muốn kiếm hai con chị con gì à. Nghe nè. Mẹ thường dặn con. Con nghỉ hát đi mẹ ơi, hát ngoài có bài à. Mẹ hát bài khác chưa mẹ, mẹ chưa mà. Nhà người ta yêu thương, con chớ đừng xem là thường. Không thường. Mẹ thường bảo con thân. Vô lại bài đó đó con. Mẹ ơi, ví dụ như mẹ tiễn con đi bằng một điệu nhạc được không mẹ? Ok. Ngày mai con đi, ngày một con tôi lại về. Và rồi con sẽ ra đi,
Và bên này nè, đi bên này nè, bên này nè, đi bên này nè. Ba năm sau. Hơn 30 năm rồi mà ba con nó đi đâu, nó không có chịu về. Cũng 3000 mấy năm rồi. Bao nhiêu hả bà? Mày làm gì mà? Mày làm gì á? Con đi mới có 3 tiếng hồ mà mày làm gì mày mình? Mày tao diễn tả lâu quá, mày quá đáng à. Tao diễn tả cái sự chờ đợi của tao đó. Chờ đợi gì, có 3 tiếng mẹ làm quá nè mẹ, mẹ thấy chưa? Đó. Cái gu của con là gu cỡ này trở lên không á. Mà biết không, con bắt từ bên cái đảo cái mẹ. Ba là ai? Mày không có được mày hỏi nè. Mày tù quên mà mày hỏi ba là ai, tao cứ hỏi ai thôi. Trời đất con gái. Dạ. Tao kêu mày hốt đàn ông trẻ đẹp. Mày hốt kêu con hà mã này về. Con nhìn cái mặt như con hà mã biển kêu mấy. Ba là ai? Tao đã nói là mày không có được hỏi. Cho nó nói một lời đi mẹ. Nè nghe nó nói nè, cho mày nói một lời thôi đó. Ba là ai? Ba trời ơi. Đã cho nói rồi không chịu nói câu khác cũng là ai nữa. Bây giờ nhốt nó vô củi, không cần cho nói nữa. Ta sẽ chờ ngày giải quyết cái đứa này. Xấu quá, già quá, ta không ăn. Đó, tại ngươi thấy chưa, bây giờ nhốt vô củi, đi vô đây. Già nua. Xấu xí. Bà là ai? Trời đất ơi. Còn hai cái con kia nó đâu rồi đó, tức dễ sợ. Mẹ, mẹ con về rồi. Phương Khánh ở đây thiệt là lãng mạn ha. Ta thì thiệt là thích những cái nơi mà nó sơn hang động như vậy nè. Mình thích không mình ơi? À bây giờ ta có thể treo ngược em lên trần nhà được không hả? Mẹ mẹ con đã dùng hết quyền năng phép thuật của con á. Con ngu, con ngu. Trời ơi, đi bắt người ta mà để nó trói như con heo luộc vậy nè. Ta cũng thích quá trời, thật là phấn khích đó mẹ. Nàng à, đây là con hầu nhà nàng hả? Được đấy, ta nhiều khi ta cũng thích là đổi gu lạ lạ như vậy nè. Má giỡn cái trời ơi, giỡn đâu bị gì đâu. Hãy diễn theo cho vui. Mỗi lần vào cuộc như vậy ta thích là quá thân vào những cái dạng dai. Mày búng lên nữa đi. Mày búng lên nữa đi. Nàng ơi, kêu con hầu nhà nàng bớt giỡn được không? Đâu vậy con nàng? Bớt giỡn mày. Bớt giỡn mày. Ngươi là tù binh của cổ ta. Thấy chưa? Hả? Ở đâu mà hốt cái thằng này về? Dạ, thì con đang đi ngoài đường, con đang săn trai như mẹ muốn đó. Thì vô tình ánh bắt được con. Trời đất ơi, nó ngu như vậy mà nó còn nói được nữa. Con nhìn nó đi. Nó đẹp, nó đẹp. Không có sao với vui nè. Đúng vậy, đúng vậy. Con bảo lắm. Mẹ tẩy não mày. Mày không biết thế nào là thẩm mỹ, nghe. Từ lúc làm yêu quái tới bây giờ, đây là người đàn ông xấu nhất mà mẹ từng gặp. Quá xấu. Cất đi, mẹ không chịu cái người này. Mẹ thích mà. Mẹ không thích đàn ông răng khểnh. Ta không đi được, ta nguyện ở đây luôn. Đi đi. Bà có gửi cho ta đâu mà ta đi. Ờ vậy hả? Bà làm phép như vậy. Được phép bà này nói cái làm liền được ha. Thôi kệ mẹ, em nói gì kệ mẹ. Nhốt nó vô củi đi. Đi dạ. Vào trong, vào trong khung cảnh có lãng mạn hơn không hả? Lãng mạn không mẹ, mẹ vô. Vô đi, vô. Giá trời thì con út nó mang về thằng nào không xài. Buông ta ra. Không buông, không buông. Chàng ấy đang buồn. Buồn ta ra. Không. Nhìn cho kỹ ở đây là đâu? Ở đây là động quỷ và ngươi đang bị bắt. Đây là con quỷ. Chứ không có tiểu thư gì ở đây trơn á. Hiện hình cái cho nó coi coi. Ôi, tôi phải làm gì vậy?
buông ta ra. Không buông, không buông. Trời ơi, cái con này. Mày cái tối ngày mày đọc tiểu thuyết ngôn tình rồi biết mày làm mà. Con của ta không liên quan tới người hết. Cái đứa này mập chắc cũng được, nhưng mà được cái lùn quá. Có nên xài hay không? Nhưng mà đẹp trai đúng không mẹ? Buông ta ra. Ôi trời ơi, chàng còn câu nào khác không chàng? Hồi nãy giờ nó có nắm gì mày đâu mà buông. Hả? Có một mình mày đứng đây thôi. Bây giờ thằng này lùn quá, tên kia già quá, cái thằng kia thì xấu quá. Nhưng ba đứa cộng lại, buông ta ra, im đặng để tao tính. Lôi hết ra đây. Hai con, lôi hết đàn ông ra đây. Ngồi đi chàng, ngồi đi, ngồi chàng ngồi. Mẹ vừa định ngồi đó. Ủa, vậy hả? Mẹ ngồi đỡ dưới đất đi mẹ. Trời ơi, mẹ có hiếu ghê vậy đó, trời ơi trời. Đi đâu ra đây vậy? Ta kêu giải các người đàn ông ra đây, con đi đâu vậy? Con thả anh rồi. Cái gì? Ai cho phép con thả nó ra? Tại vì con yêu anh. Mới bắt con tiếng đồng hồ mà mày yêu cái gì? Con xin lỗi mẹ. Con thả anh đi rồi. Mày điên hả? Nàng ơi. Dạ. Nhìn kìa. À, thích của anh hả? Ôi, trên trời kìa. Ôi, đẹp. Đó rồi, cái cặp dịch vụ áo cưới này đâu ra vậy? Ê, 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 ê. Ở đây không có nhu cầu quay MV nữa chưa? Buông ra. Ai cho mày nắm con tao? Khoan đã. Hãy cho ta nói. Từ khi ta vào tới động này, ta mới cảm nhận được tình yêu là gì. Có thể cho ta... Tình yêu là gì? Tình yêu là gì hả mày? Mày vô mày rù quến con tao hồi nào vậy? Con nhỏ kia buông ra. Nàng hãy nói đi, ta có rù quến nàng hay không? Không, em tự nguyện, mẹ ơi con tự hay nguyện chưa? Đúng rồi đó. Sao chàng không đi đi, ta thả chàng rồi mà. Hả? Ta thả chàng, sao chàng không đi? Đúng, ta đã đi. Nhưng hang động này rộng lớn quá. Ta đi lạc, mình trở về đây đi. Nếu mình trở lại đây thì không còn cơ hội đi nữa. Không. Lần này ba đứa ngươi sẽ phải chết. Ta sẽ cho ngươi nói một câu cuối cùng trước khi ngươi ra đi. Nói. Ba là ai? Ba là ai? Ba là ai hả? Ôi, bây giờ mày chết mày cũng muốn biết ta là ai em hả? Ơi. Dạ. Anh giỡn thôi. Sao? Sở dĩ anh trở lại đây là vì anh yêu em. Các em ơi, mấy chục ngàn năm tu luyện rồi, bây giờ mình mới có tình yêu thật sự. Thật ra mẹ không phải là mẹ của mình đâu, mẹ chỉ là một con yêu tinh tu lâu năm thôi, rồi mình tôn vinh mẹ lên, mình cho mẹ làm mẹ. Bây giờ mình có tình yêu, còn từ đó tới giờ mẹ toàn bắt những người thanh niên này về, rồi mẹ giết chết họ, mẹ hút tinh khí của họ. Làm như vậy ác lắm mẹ à. Mẹ cho tụi con yêu đi mẹ. Mẹ diễn nét Hàn Quốc hả mẹ? Buông ta ra. Nắm ta đi. Dạ. Buông ta ra. Anh không buông, không buông. Mẹ ơi, mẹ cải tà quy chánh đi mẹ. Mẹ đúng cho tụi đó, con mẹ. Yêu đi mẹ. Ba đứa phản phúc, mẹ dạy tụi con như thế nào? Chúng ta là yêu, tụi nó là người. Người yêu thì không thể nào đến được với nhau. Không có một người đàn ông nào là tốt như tụi con đâu. Không đâu mẹ. Trong mấy giờ con đi gần với ảnh, con cảm thấy vui và hạnh phúc lắm. Mày vui kiểu gì mà nó kêu mày buông nó ra hoài. Mẹ ơi. Nắm ta đi. À dạ. Buông ta ra. À, không buông, không. Mày thấy chưa, mày yêu một thằng đàn ông vô tri như vậy à? Không mẹ, mỗi lần con nghe câu đó con xuống. Buông ta ra, buông ta ra, buông ta ra, buông ta ra, buông ta ra. Bà đừng có nói gì vậy. Mỗi người đều có một cách chọn để yêu. Do bà xấu, bà ác, không ai thèm yêu bà thôi. Ê, tao mới khóc được lần 3 tiếng đó nha. Làm gì làm cấm người nói ta xấu nghe chưa? Bà xấu là xấu từ bên trong ra, bà có make up 3 ngày nó cũng xấu. Khác quá. Giết nó cho mẹ. Không, mẹ ơi, mẹ đã ăn 97 người rồi. Mẹ tha cho ba người này đi, những người tụi con yêu thiệt lòng. Mẹ ơi, mẹ tu tới đây rồi, mẹ đẹp lắm rồi mẹ. Mẹ nhắc lại một lần nữa. Giết nó cho mẹ. Mẹ nhắc lại con một lần nữa. Mẹ thương bao con thân gái được nghe. Chết. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Mẹ đừng như vậy mà. Mẹ. Pháp thuật của ta đây. Mẹ.
Mày nói đi, mới nói câu gì? Buông cái gì? Buông tao ra, câu đó là của tao. Ta không phải là người thường, ta là pháp sư. Hay à, ta đã làm phép. Buông tao ra. Tụi mày nghe chưa? Tụi mày nghe chưa? Tao đã nói là không bao giờ có đàn ông tốt. Đây, dây chuyền tao tặng đâu có nè. Trời ơi, sao tao không có phép được vậy? Thật sự ra, yêu tinh, người hãy nên chọn cách tu luyện theo chính đạo, không có tu tà, trở thành một con yêu ác nghe chưa? Làm sao ngươi còn phép thuật khi tới buộc cái sợi dây này? Đây không phải là dây thường, đây là dây thần. Ông tào lao quá, đó là dây phép. Nó phù hết. Ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta về tu luyện cho thành người, chứ đừng có tu thành yêu tinh ác độc nữa nghe chưa? Không, mẹ của em. Pháp sư ơi, pháp sư áo đỏ ơi, dù gì chàng cũng yêu tiếp mà. Tu tới đây là hết rồi, mẹ ta không ăn thịt nữa đâu. Chúng ta là pháp sư, chỉ bắt yêu chúa. Còn đây là yêu con. Họ sống, họ sẽ phá rối thế giới, bắt hết. Nghe ta nói, ta không bao giờ yêu nàng, dù chỉ là một phút giây. Mày nghe chưa? Nó chưa bao giờ yêu mày dù chỉ là một phút giây. Mày đi! Mà là... Mày ta nói rồi, con cái cha mẹ cấm đường con ư? Thật sự ra ta chỉ lợi dụng nàng thôi. Mày nghe chưa con áo đỏ? Chàng ơi, hãy nói lại câu thần chú của chàng đi. Chàng ơi nói lại đi chàng, nói lại. Bà ta ru à, buông ta ra. Chàng vẫn ở bên em đúng không? Bắt hết cho ta. Thưa quý vị, chúng ta vừa xem xong một kịch bản động yêu tinh. Mà tôi nói thiệt, ở ngoài đời mà có mấy cô yêu tinh này tốn bao nhiêu tiền cũng mời pháp sư để bắt. Thiệt á, quậy quá. Bây giờ tôi chưa từng thấy một cái tuồng nào mà tôi cười muốn xỉu. Tự cười luôn á hả? Tự cười luôn, ba bà con bà nào cũng nhoi hết trơn hết trọi. Mà lần đầu tiên Giang có thấy không, đây là một cái vở kịch mà quy tụ luôn hai đội, đội nhà đội khách luôn. Toàn là diễn viên hài không luôn. Diễn hài không. Kính thưa quý vị khán giả, hãy chờ đón những phần tiếp theo trong chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Wow.